Tôi về địa lý xin thầy mời hạnh sống năm 1955 tại Việt Nam. Bà Tuyết cùng người chồng đã quá cố và con gái Lưu vượt biên sang Hoa Kỳ vào năm 1982 và cư trú tại San Jose. Bà có tổng cộng 5 người con, 2 trai và 3 gái, thêm một cháu trai. Bà Tuyết là một người vợ ở nhà, nhưng gia đình và dạy dỗ các con. Cuộc đời của bà luôn tin tưởng Chúa và chúc mừng gia đình. Bà là một người vợ đàn ta, một người mẹ yêu thương, một người con và người chị đáng kính. Trong mấy năm qua, bà đã dành dọc một đời cho Chúa và ngày nào cũng đặt tin đi lễ cầu người khỏi luộc. Bà đã dự chuyện một số cuốn đường để mong một ngày được về thiên đàng với Chúa. Và ngày đó đã đến, bà được gọi trở về với Chúa vào ngày 31 tháng 5 năm 2021. Gia đình chúng con luôn luôn đau đớn và thương tiếc. Ngày nay đã là một người mẹ và người chị thương thương. Kính tin quý cha, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn, bà về xa gần tiếp tục bầu người cho đến ổn và mang đi an nghiệp nghiệp lý, sâu bằng hưởng danh thánh Chúa. Xin các ngươi mọi người hãy đến thăm được lễ tay. Kính mời hàng người đến dự lễ an táng Chúa cùng lại đến ở heaven sau cái lễ. Chúng con xin biết ơn. Xin cảm ơn.